cả lớp nghiêm chúng em chào cô. Xuống đây. Hôm nay chúng ta học môn toán nhá. Bây giờ cô bắt đầu kiểm tra bài cũ rồi. Vâng. Cô mời bạn Nguyên lên bảng. Vâng. Chúng mày nhắc tao nhá. Cái gì? Một cộng 4 sao bằng cái bàn tay à? Cô ảnh kiểu gì ấy? À, 1 + 4 bằng cái bàn tay. Mời cậu về chỗ. Chúng mày nhắc tao kiểu gì đây? Sao bằng bàn tay? Bằng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Người nói to lên thì cô giáo biết. Đây phải dơ cái này ký hiệu. Thế mà tao cũng tưởng mà ngoài tay nó vẽ cả bàn tay. Ừ, đổ đất rồi. Mày cậu bắt lên bảng. Thôi mẹ đó nha. Ok, lấy đi. Cô em làm xong rồi ạ. Cái gì? Sao 1 cộng 2 bằng ok? Cậu đi học kiểu gì đấy? Về chỗ. Dùng anh nhắc tao thế à? Đầu tiên tao bảo bằng 3 mình. Tao bảo bằng 3 chứ. Tao bảo ok đâu. 3 1, 2, 3 đi. Thế mà chẳng cứ chẳng là ok. Đầu ngu, đầu ngu. Cả lớp bỏ giấy ra làm bài kiểm tra nhanh lên. Vâng ạ. Vâng. Hôm nay gấu đỏ, gấu xám đi học về muộn thế nhở? Không biết hai thằng có làm được bài không? Hôm nay kiểm tra. Đại ca ơi! Đại ca ơi, em đi học về rồi đại ca ơi! Đại ca ơi, em đi học về rồi! Đại ca! Đại ca đang ngủ ạ. Em đi học về rồi. Gấu đỏ gấu xám đi học về à? Dạ vâng ạ. Thế hai thằng hôm nay có làm được bài kiểm tra không? Dạ, cô anh ạ. Nói thật không đây? Cô, dạ, em ạ. Hôm nay làm được nhưng mà em đói lắm rồi anh ạ. Dạ, giỏi rồi ạ, đại ca. Thôi hai đứa cố gắng học thật giỏi nhớ chưa? Vâng. Vâng ạ. Để sau này đứa phải đi sách vữa. Như đại ca đây đi sách vữa khổ lắm. Em đói lắm rồi. Em đói lắm rồi chị ca. Đói lắm à? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi. Đại ca có mấy con khoai kia. Mấy thằng đi vơ lá, bẻ củi để nướng lên ăn cho đỡ đói. Chiều có phải đi học không? Chiều nay dạ. Em không ạ. Tiếp được nghỉ anh ạ. Buổi sáng thôi. Rồi. Thế thôi bây giờ hai đứa đi vơ lá bẻ củi đi. Để nướng khoai nhanh lên. Dạ vâng ạ. Gấu đỏ gấu xám ơi ra đây, gấu đỏ gấu xám ơi. Đây, chạy cái. Lá, mấy củi đây rồi đại ca ơi. Đấy, đừng qua nha. Anh châm đi. Đây. Cháy ơi. Đấy. Vất khoai vào đi anh ơi. Rồi, vất khoai vào nướng nha. Tí cho em, củ cho em. Tí cho em hai củ lại cho anh nhá. Rồi, hai đứa học thật giỏi. Sau này ăn quà Kobe với lại tôm hùm Alaska. Wow. Đấy, chờ một lúc nữa là chín rồi. Chết trai. Sao? Chết trai vậy nhá. Bạn gấu giỏi. Anh nhũng lắm. Sao lại bảo tớ ăn nhũng thì... Thôi, hai thằng không cãi nhau nữa. Nhũng thì nhũng, tí nữa mỗi người được mấy con được chưa? Em hai con. Trời ơi, con to thôi. Em đòi lắm rồi. Em đòi lắm chị trai. Chưa, gấu đỏ gấu xám ạ. Nướng phải chín không ăn nó đi ngoài đấy. Em đói suốt từ sáng là chưa ăn một cái gì. Ôi, cô giáo đến đây có việc gì đó? Vâng, tôi chào anh. Tôi đến đây có chút chuyện với hai em gấu đỏ gấu xám này.
Hai thằng chúng mày không biết mở mồm ra chào cô giáo một câu à? Em chào cô. Thôi được rồi, cô thì cô vừa chấm điểm bài cho các em đây. Hai em học quá là chán, cô quá thất vọng. Nếu mà cứ tiếp tục tình hình như này là các em ở lại lớp thôi. Thế là như nào hả cô? Đây anh xem đi, toàn 0 mấy 1 đấy. Cái gì? Bài kiểm tra của gấu đỏ đây á? 1 cộng 1 bằng 11, 2 cộng 0 bằng 20, 1 cộng 0 bằng 10. Ngu! Cái gì đây của gấu xám? 1 cộng 1 bằng 4, 2 trừ 1 bằng 21, 1 cộng 0 bằng 4. Sao hai đứa anh ngu đấy? Ha? Cái tình hình học như này là nhà trường với giáo viên chủ nhiệm cho ở lại lớp thôi. Thôi được rồi, cô giáo cứ đi về đi, tôi sẽ chỉ bảo gấu đỏ gấu xám. Thôi được rồi, cuối tuần này tôi cho các em học thêm và kiểm tra lại. Vâng, thế thì nhờ cô giáo chỉ bảo nhá. Đấy, chúng mày ngu chưa? Cuối tuần người ta được nghỉ thì chúng mày lại đi học thêm. Vâng, thế cô ngồi xuống đây ăn khoai à? Thôi, tôi xin phép tôi đi về. Chào anh nhá. Vâng, thế cô về nhá. Em chào cô. Chán quá. Sao hai thằng chúng mày học ngu đấy hả? 1 cộng 1 bằng 11, 2 cộng 0 bằng 20, 2 trừ 1 thì bằng 21. Đấy, chắc sao em đói quá. Trời, em đói quá, hoa mắt đấy cả. Còn có cái lý do như thế nữa. Học rốt thì nói luôn đi, lại còn bảo là đói quá, hoa mắt. Đấy cả, em biết nói đấy cả. Thì giờ em chắc chỉ học hơn, em không ham chơi nữa. Đấy cả anh ạ. Đại ca, từ giờ em cũng chăm chỉ học, mai mai em đỗ em đi xin bữa nhờ, cho đời đỡ khổ. Thôi được rồi, đấy, đây, cầm lấy bài kiểm tra đi. Toàn không điểm thôi. Khoai chín rồi. Rồi cho em củ. Ê, cô giáo mua mình ơi, hai thằng đầu đất này. Ôi, hai cái thằng đầu đất này ăn khoai. Anh là cái đồ đầu đất, đồ ngu. Học rốt mới đạt khoai. Sao lại vào từ đâu đó. Học rốt điểm kém đi là đầu đất chứ còn hai sao thằng, nữa. Hai thằng mày thi được có 0 điểm. Cô giáo bảo rồi hai bạn được có 0 điểm. Chẳng qua tớ không thích học thôi. Này, bọn tớ học giỏi cô giáo mua bim bim cho ăn đây này. Cái loại đồ ngu đầu đất. Có học nữa học mãi cũng chỉ thế thôi. Người ta bảo à, đi một đằng học một thằng xôn. Các bạn cứ đi học một đằng ngày một càng ngu. Đúng rồi. Tưởng gì. Mà bạn Hằng ấy, tôi không đứng cùng hai thằng một thằng ngu, thằng đầu đất này nữa. Đứng gần nha. Đứng gần. Anh nhà mình cháu lại ngu cháu ấy. Lại lây lây hiểu. Đúng rồi. Sao hai bạn lại coi thường chúng ta thế? Tại học mày ngu, chúng mày đầu bây đất. Bây giờ cái điểm của các bạn để đánh giá được các bạn đầu đất hay không? Tuy công điểm thì chả đầu đất. Thôi đi 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 đi. Thôi đi, đi. Anh em mình đi. Hai cái thằng đầu đất. Hai đầu đất, muôn đời ngu. Hôm nay chúng ta sẽ học phép tính cộng trừ nhân chia nhá. Dạ vâng ạ. Rồi mời bạn Nguyên lên bảng nào. Cô ơi, em làm xong rồi ạ. Cậu đứng lại. 1 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 2 sao bằng 5? Thì... cậu tính lại xem nào. Đúng thì được về chỗ. Đây ạ. À. Rồi, cậu về chỗ đây. Mời cậu bay lên bảng nào. Dạ, em làm xong rồi ạ. Em xin biết gì đó. Cậu đứng im. 1 cộng 0 bằng 10 à? 5 cộng 3 bằng 15 à? Cậu học kiểu là gì ấy hả? Làm lại thôi. Đúng rồi, về chỗ.
Thôi được rồi, bài làm của hai đứa cũng tiến bộ. Bây giờ chúng ta mở bài kiểm tra ra làm nào. Rồi, các cậu làm bài kiểm tra trên bảng đấy. Cô ơi, chúng em làm xong bài rồi cô. Rồi, cô làm xong bài cô ạ. Hôm nay buổi học của chúng ta chỉ thế thôi. Các em về đi. Dạ vâng. Chúng em chào cô ạ. Chào các em. Bà vô nhỏ ơi. Ôi trời ơi. Chết đường gọi gì không? Ba nói đi. Ba gì? Phải một cô một bằng hai phải không nhỉ? Hai ba nó có thêm mà bạn cũng hỏi. Ô, có đỏ có sáng. Dạ, dạy ca. Đây ca. Hai đứa học ở đâu rồi? Em đang học. Em học, dạy ca. Em nhân chi anh ạ. Rồi, thế bây giờ đại ca kiểm tra bài cũ câu đỏ câu xám nhá. Dạ vâng. Thế một cộng một bằng mấy? Một cộng một bằng hai. Thế 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4 ạ. À. Được rồi, giỏi lắm. Ô anh Hương à? Ô cô giáo. Dạ, em gặp cô ạ. Hai em ngoan lắm. Ô, thế cô giáo đến đây có việc gì đấy? Hôm nay tôi có một tin vui muốn báo cho anh biết là em gấu xám gấu đỏ. Có chuyện gì à? Dạo này tình hình học tập của anh em có một tiến bộ. À. Đây, bài kiểm tra đây. Wow. 10 điểm liền. Em được tận 10 điểm vừa rồi, của gấu xám 10 điểm này. Đâu cho em xem người. Đấy, của gấu đỏ 10 điểm này. Cô tuyên dương tinh thần học tập của các em ở đây, cô thấy hai em học được. Nói chung là cô cũng có hai món quà muốn gửi đến các em, củng cố các em học thêm tiến bộ hơn. Đấy, hai đứa xin đi. Đấy, học giỏi cô lại tặng bim bim thế này. Tôi chào hai em và các anh nhé. Rồi, em chào cô. Em chào cô. Hai đứa khá lắm, được. Học tiếp đi. Đấy.